lại một chút bạc không ơi đó. Gimmy.tv.com mình có rất nhiều chương trình ưu đãi sự kiện hot. Đầu tiên là khuyến mãi nạp thẻ lên tới 50%. Tiếp theo là nhận kim cương miễn phí không giới hạn cơ hội. Ngoài ra chỉ với 6 ngày mà con cứ gọi nhận 9.999 kim cương. Không những thế, sắp còn có sự kiện đua top đặt thẻ, nâng tỷ lệ trúng kim cương các vòng quay lên tới 70%. Bà con còn suy nghĩ gì mà không chỉ tập hợp sắp Gimmy.tv.com để trải nghiệm nào? Hello, konnichiwa, xin chào tất cả đại đại đến với channel của mình thì mình chính là Gimmy Kuteo. Mình xin mọi người trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên để lại cho Gimmy một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được bao nhiêu ca subscribe. Mọi người comment bên dưới cho mình coi coi. Đúng rồi, mọi người comment đúng rồi đó. Trời ơi, mới làm bánh xong để đặt bánh lên. Trời ơi, còn bán nữa mọi người ơi. Trời ơi, bánh ta nói nó ngon gì đâu mà sao dạo này ế quá. Dâm ơi. Ủa, quay nó đâu mà nó kêu như là con dông vậy trời. Đâu vậy? Ủa, lộn chậu, qua bên đây. Trời ơi, là trời nó đứng ở nhà mình mà nó kêu mình mà tới cái tiệm bánh mình còn nghe luôn á mấy bạn. Chút cái đầu la hoài vậy, sáng sớm bán được trời. Dâm ơi à. Ủa vậy, kiếm tôi làm chi? Nghe nói không bán được bánh hả? Đương nhiên không bán được bánh, không có tiền nè. Giờ không có tiền, sao có tiền để đóng hơi nhiều thứ để lo lắm bạn ơi. Trời ơi, người ta nói lớn là kiếm được tiền mà ở đây lớn không kiếm được tiền là còn trẻ con rồi. Trẻ cái đầu ông đó chứ trẻ cãi tôi. Tôi nhưng mà bây giờ là... Nhưng mà tôi ơi, tôi vẫn bán cãi tôi. Chừng nào còn người mua thì còn bán, ok. Bây giờ tôi có một cách này, vừa có tiền mà vừa khỏi cần phải bán bánh. Bán bánh này ế ẩm lắm, không ai tới mua đâu. Bây giờ tôi có kế này nè, chắc chắn là tôi sẽ không qua cho anh bà nữa, mà bà chắc chắn sẽ có tiền. Bà phải uy tín thực hiện điều này cho tôi. Nếu mà bà thực hiện xong thì tôi mới gọi là không cho anh bà nữa, lại cho bà tiền. Hứa nha. Cái trị giá là 500 đô. Không cho anh mình rồi mọi người ơi, sướng quá. Nhưng mà bà biết chưa biết thử thách là gì đâu. Thử thách này thờ là gì ta? Thử thách 24 giờ lơ hi ha. Lơ là sao? Là lỡ nói gì hả? Lơ hi ha. No. Hi ha có chào hỏi gì mình, có nói thương mình, có nói yêu mình. Nhưng mà bà cứ vẫn lơ tôi, không trả lời dù là một hành động hay là cử chỉ. Không được làm gì hết. Ê, phải cho người ta kiểu người ta làm. Nếu mà con gái lơ, con gái giận là ta sẽ... Không được làm gì luôn. Lơ luôn, đi chỗ khác luôn. Như coi như là một con người tàn hình vậy đó. Tôi sẽ cho bà 500 đô với lại là tôi sẽ hứa không cho anh bà nữa. Nếu mà bà làm lượt và làm đúng. Chỉ còn 24 giờ thôi đúng không? Đúng vậy, 24 giờ thôi. Trời ơi, thử thách quá dễ dàng, chấp nhận. Chắc chưa? Tất nhiên là phải chắc rồi, chắc kỹ rồi mới chơi. Quy à, quy nghĩ quy lại, quy nghĩ với mi lại. Tiền trao cháu mút nhanh lên. Vậy chùa mới xong chứ. Đâu ra mà đưa liền được vậy. Nếu mà không làm được thì trả tiền lại. Có gì đâu, trời ơi, người ta nói giờ người ta đâu có quỳnh nợ ai. Chắc quá dễ, đương nhiên là 500 đô làm tôi. 200, 300, 500 lên đây mày lượm. Trời ơi, lượm cái luôn, trời ơi, nè. Bắt đầu từ bây giờ phải làm đúng theo những gì tôi nói, tôi gắn camera khắp nơi trong sinh tố đó. Coi chừng mà làm uy tín vô. Nghĩ sao mà mình làm được với bạn? Thì bắt quá một ngày hôm nay không gặp Ia tôi mà có 500 đô, mai mình sẽ đi lấy tiền này mình mua quà cho Ia, quá dễ dàng. A few moments later. Này 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 nè 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 nè. Ủa có chuông điện thoại rồi. Alo, nghe nè, chú ơi kêu tôi cái gì đó. Trời ơi, rảnh không? Đi qua đây đi chơi tôi với bà đi chơi nè, nhớ lên. Tôi chơi bả gì nó bị bà khùng rồi, bà khùng rồi. Tôi nói lộn, tôi bị rớt chữ sao bà khó khăn quá vậy, đi chơi. Đi. Ok, cũng được, trời cảnh sát mà còn nha. Vợ chính tả dốt chính tả đâu mấy bạn. Em bà gọi, đúng đi, không? Đi đó nè, nè nhớ lên. Có tắt điện thoại rồi mà ta. Sao cái tiếng nó dài dẳng quanh đây gì vậy? Nabi là dông mấy bạn ơi. Mình xinh ghê, xinh quá là xinh. Xinh quá. Ủa mới thấy gì bóng đen nào bên đây mà trời. Ia như trong nhà kìa. Thôi đúng không quan tâm tới mình. May mắn cho mình, trời 500 đô sẽ thuộc về tay mình thôi. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy chờ xem. Con mò kia. Con mò kia. Hello Nabi. Ở đâu dắt cái gương mặt gì vậy trời? Trời ơi, mới vừa đeo lên nè ba, cái gì vậy? Cái gì vậy ba, bụng hả? Cái gì vậy má? Bạn gái người ta kể người ta bà nội. Trời ơi, tự nhiên người ta rủ gái người ta qua đây chơi làm gì vậy? Lầm lơ mấy bạn ơi, không được, coi rồi. Mời cho mời, cho mời, người uống trà sữa không tôi bao. Thôi, người ta ngủ đắp mặt nạ rồi. Em uống trà sữa không bao nè, ngày hôm nay là bao trà sữa luôn. Đắp chị nữa không, coi được. What? Ok, bao chị luôn, nhưng mà Jimmy đây không? Chị đi uống trà sữa bà. Trời ơi, làm Jimmy không đi thôi. Hỏi đi. Cái gì vậy? Trời ơi, thằng Huy nó rình nữa kìa mọi người ơi. Nè, em chủ yếu qua đây để vũ Jimmy, còn chị đi ké thì em bao luôn. Còn giờ Jimmy không chịu thì thôi. Miễn đi. Trời ơi. Qua đây làm gì vậy? Thì tao qua đây tao nghe, tao có làm gì đâu. Thôi quên tắt mic cho nó mẹ, quên tắt mic đi. Nghe gì? Nghe gì? Bên nhà tao. Trời ơi. Nó làm bể luôn cái mic của
Trời luôn. Ê, tao nói nhỏ nhỏ mày nghe này nè, hay nha. Kìa đây. Tao. Nãy tao nghe đén được á cái vụ Yummy tự nhiên. Hello. Vô nè Bi. Yummy á bữa nay thấy là không còn thương hay sao, nói lại Nabi là không có thương mày nữa gì đó. Không nghe chắc chắn nha, tao chỉ nói nghe thầm thì thôi. Tao ai tin mày. Tao chỉ tin những lời từ miệng Yummy nói thôi. Yummy ra mày hỏi đi như mày. Một cái thằng như mày tao càng không tin nữa thôi. Ra hỏi đi, tao quyết giỡn đó. Thì em chị đâu mày đâu. Nói cho tôi nghe, thằng Huy nó mới nói tôi á là bà dạo này hết thương tôi rồi đúng không? Nhưng mày bị gì vậy? Hôm nay em bị tàn hình hả? Em bị tắt mic hả chị Nabi? Alo, chị Nabi nghe em nói không? Ủa đâu? Chị nghe thấy mà. Ủa? Trời ơi, lại với Huy nè. Gì vậy? Hôm nay mày ấy quá. Không còn hương tôi mà bơ tôi đúng không? Bà biết đấy. Mà đúng cái sự khinh bỉ là không trả lời gì không? Trả lời đánh tôi rồi. Ơi Mày. Bà biết tỉnh ca có sự khinh bỉ là không trả lời người ta không Jimmy? Bà khinh tôi đúng không? Ủa, bà tự nhiên hôm nay bà thấy hi ha tàn hình hả? Ủa, tôi muốn nói gì mà tôi thấy gì à? Tôi biết gì à đang nói nhưng mà tôi ha, em hứa gì với người ta đúng không? Hứa gì với Jimmy mà em không chịu làm đúng không? Cho nên người ta nhận. Em hứa gì đâu, ngoài hứa ngọc ngơ ngay lắm du. Sao đi làm lạnh đi ba. Em có làm gì đâu làm lạnh thiệt luôn á. Bữa nay giờ này ông nè, ông xin lỗi là không làm gì hết, là coi chừng là tình yêu mày ơi đang quăng quở nha. Mất tiêu luôn. Bây giờ tôi hứa bà cái này nè. Trời ơi, ngọc mơ hay lắm du. Trời ơi, tình yêu đúng rồi. Lỗi luôn là người con trai. Mất tiêu luôn. Không chấp nhận lời xin lỗi. Vậy là một làm hi ha, phải làm một cái gì đó. Trời ơi, ra cảnh rồi mấy bạn ơi. Giờ sao đây, trời ơi, đồng quy nó khô trời. Có ký ức nào đẹp hơn ngày mình bắt đầu? Mua quà tặng gì? Hello mọi người. Cái gì vậy? Nhỏ này bị cầm cái gì mày? Vậy là anh làm gì sai với chị em phải không? Anh đâu phải Huy đâu em. Anh đâu phải Huy, anh làm gì sai với em hiểu không? Em nhìn thấy rồi. Trời ơi. Trời ơi, mọi người tụ tập đông quá. Ở chị này gọi là mày gì nó ác ghê mọi người. Nó đã dụ mình rồi, nó còn chơi luôn, nó ghẹo. Đi mua giùm tục thân của tao. Mời lấy cho sữa ai? Đúng rồi. Anh phải tự đi. Trời bà Vũ tôi quay đánh mặt nạ mà bà toàn nhiều chuyện ở đây với mấy người cũng chơi như vậy. Lên đi mua giùm đi. Mấy người nó nhiều chuyện kìa. Mày ơi, mày chơi kỳ nha. Mày không chơi nói xấu nó nha. Ok, đâu người ta chỉ gọi là test xem coi có uy tín hay không thôi. Đi đi ra. Đi mua đi, nhanh lên. Đắp mặt nạ với. Làm cho tôi bốn cái dây nha Nabi. Trai cũng cần mặt đẹp đi chị Nabi. Có bộ đắp chi? Có bộ thì mình đắp để mình kiếm tiền, mình đẹp trai mình kiếm tiền, quay video kiếm tiền để cứu vợ, ở lại để nuôi vợ chứ. Trời ơi, tức là mình cũng vậy được luôn á mọi người. Trời ơi, Jimmy hôm nay thiệt là tình cảm kỳ thiệt. Ôi, giờ sao ta, nhớ là tối nó có hứa gì ngoài hứa lập du, hứa gặp người I love you đó trời. Giờ kỳ ta, thôi, chắc là có trà sữa là Jimmy hết. Đợi, đi ra lấy trà sữa. Nè, chết rồi, bà ơi, sao chị nè? Hết vô leo rồi, ăn rau đỡ đi, bây giờ rau ở đâu cũng trong ruột. Ở đâu, trà sữa đâu? Trà sữa đây. Lên. Ôi trời ơi, đúng là những người này lộn luôn. Ngon á. Đây, Jimmy. Trong đi. Uống đi mọi người. Ê Jimmy, không được trả lời. Cái gì chị Nabi? Hết mặt nạ hả? Hết vô leo hả? Sao này hứa nhiều vậy chị? Tại vì chị ơi, đắp thêm sữa chua không? Ok luôn. Gì đây vậy? Nửa ký dưa leo thôi, còn lại mua sữa chua. Ok. Trời, chị Nabi hôm nay chị Nabi xúi dục gì bạn gái em đúng không? Gì vậy trời, tôi đủ qua đây đắp mặt nạ chứ ai xúi gì trời. Ai dẫn đâu xúi ra nha. Không có miếng vậy. Không được coi. Nếu cứ như vậy thì mình sẽ mất 500 đô mất. Không được cho nữa. Phải kiếm cách. Hồ ly là phải có cách. Rồi, bây giờ tôi phải giả thành con gái. Xong rồi nói là bạn gái Quy ha. Để cho bắt cho mày lên tiếng mới được. Meanwhile. Chị ở trong tuần ho kìa, trong tuần ho. Chị ho dữ chị Jimmy. Trong tuần ho vậy. Cô đang bị bệnh đó nè. Chào mọi người. Ai đây? Miu. Mẹ ở đây. Gì có gì Miu ở đây vậy? Mẹ ở đây. Mình ấm thương em mà hôm qua anh mới nói lừa. Hôm nay tự nhiên anh chạy anh bỏ về mất tiêu, bỏ còn xúc cái dép ra em chùm cơm trả anh nè. Ia có bộ. Trời ơi, nhà ơi. Bộ luôn. Hả, con nhỏ này là ai? Ê, tụi mày, có phải mấy gái tụi mày không kìa, lộn người kìa. Ủa ai vậy, không phải, tụi con qua đi thịt cua với lại cá chua nè. Hồi nãy anh kia mua đồ ăn nè anh ơi. Đâu. Hết rồi.
Tết cái gì rồi, chết chuột rồi. Quy ơi, Quy, bớt diễn Quy ơi. Quy là con nào, tôi là Quy. Nhìn lại Quy rồi, Quy ơi. Gì vậy, gì vậy? Bớt diễn Quy ơi. Thả nào nghe giọng trời, tao đợi cái gì vậy Quy? Tao đánh cho mày da kim mày luôn nè, tao đánh cho mày văng da kim mày luôn nè, mày tin không? Nè, mày tin không? Ai là con Quy đâu đây, con Quy đây, con Quy. Mày đừng có tạo, mày đặt giá bộ là mày ngã ra. Giờ cho sạch mày thôi. Quy cho mày xúc cái dép ngay mày. Giờ cho sạch Quy. Xúc miệng ơi. Anh yêu, Long, anh yêu cưới đồ tay lắm nha. Anh yêu. Vậy nó chạy đó Huy ơi. Anh yêu bay, anh yêu ơi. Thôi, em về đây, tạm biệt anh yêu. Ôi, vậy chạy. Vậy. Tự nhiên nghe gió chấm vậy anh. À, ý gì ra là đòn mơ cho cái này sẽ giết chết anh Quy. Thôi, chị Dâm. Dâm bay. Hai con có thấy được nhau không? Dâm bay. Cuối cùng Dâm bay trả lời anh. Nữa gì nó sẽ cho tôi 500 đô nè, tiền nè, nếu mà tôi nếu mà tôi phải trả đó, nếu mà tôi phải làm đơn ông thì tôi phải là kiểu như là không nói chuyện với ông luôn. Không nói chuyện luôn. Đúng rồi, cháu cho bà 500 đô đã không nói chuyện với tôi. Đúng rồi, giờ sẽ không cho tôi từ đây thì vậy sao, nhưng mà tôi lỡ nói chuyện với ông rồi không thành công trong 24 tiếng rồi. Không sao, bỏ 500 đó đi. Em là bạn gái của anh sẽ cho em 1.000 đô. Trời ơi, cơm chó ta ơi. Trời ơi. Anh đi đây. Chúc một cả làng. Chúc cả làng một buổi tối hoặc là vui buổi sáng hoặc là vui vẻ. Bye bye, see you and have fun. Dạ chó. Hãy chơi cười quá nha. Mọi người, tôi kể mọi người nghe, Quy chơi đúng ghê luôn mọi người. Vậy nè, nó kêu tôi không nói chuyện với Hi Ha, xong rồi nó đi qua nó nói với Hi Ha như nãy đó nè, Bi nó nói là tôi có thương Hi Ha, có người khác mà coi chơi vậy kêu kỳ cục không? Đúng rồi, dòng giả gái nữa. Ê, dẫn về sau vẫn bị cho. Ôi, dâm ơi. Cái gì vậy? Ôi, nằm xuống vậy. Ôi, cái gì vậy? Ôi, đâu ra cái chuyện kìa, ra tính sửa kìa. Huy là người chủ mưu trong chuyện này đúng không? Đúng rồi, Huy đúng rồi. Huy á, tôi không biết gì hết á, dạ ơi. Chị rồi. Chết mày rồi, Huy ơi. Huy trốn rồi, Huy trốn rồi. Trốn luôn rồi. Trời ơi, có khi nào Hi Ha đưa tụi mình qua đồ mất đâu mọi người. Chuẩn bị lại coi nè. Lát hồi vô việc bị tổng thống chị. Rồi. Rồi. Ai vô tù vậy bay? Ai vô tù ăn, ai vô tù ăn. Ôi rồi, xong mày chết rồi, tao gà mày vô tù rồi con. Ừ, tao làm cái gì vậy? Mày ăn quá nhiều trứng ở làng chúng tao, mày vô tù rồi con. Rồi. Dạ, tao có lương rồi. Rồi, sao mày? Đồng số 8 xin Ý là chắc chắn. Hiểu gì vậy chị Thao Y? Rồi xong. Rồi trả gì vậy? Làm cảnh sát kiểu gì? Mà nạt bây giờ không biết đánh thằng Huy nữa. Rồi ok, đánh này. Mụ mày rồi. Thao Y, em người yêu cũ cái gì vậy? Bây giờ không biết đánh thằng Huy nữa. Có gì hết rồi, chạy đâu nghe thôi nè. Hai tụi bay làm bạn nó kiểu gì vậy mà bây giờ không biết đánh tụi bay. Ok, để tôi đánh nhầm. Ê, chồng vô chồng. Trời vô bị đánh nè. Đâu có. Là bạn gái Hi Ha kiểu gì bây giờ còn không đi dễ Hi Ha nữa. Thôi đi về. What? Trời ơi, coi chị nha Bi ơi. Ê, mà hồi nãy ông nói hứa gì dạ? Hứa gặp người I love you. I love you, Bi. Go, đi về thôi. Đi về thôi.